Và xin chào các bác quý chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến, và hiện tại thì Minh Chiến đang có mặt ở tại nhà mẫu bên The Metropolitan. Trước đây thì ở tại đây sẽ là nhà mẫu ở tại phân khu giáo dịch, và hiện tại thì giáo dịch đã bán xong, và hiện tại thì đây cũng chính là cái nhà mẫu của tại phân khu The Beverly. Và ở trong cái phân khu The Beverly thì chúng tôi đã bán triển khai xong là tòa B2 và B3, và hiện tại thì sắp tới chủ tư đang triển khai mở bán tiếp tòa B1 với mặt sàn 26 căn, trong đó chỉ có 12 căn là dòng căn 2 phòng ngủ. Với diện tích từ 54m, 61m, 63 cho đến 71m. Đấy, diện tích khá là đa dạng để cho các bác quý chị có thể lựa chọn. Đặc biệt đây đều là những cái dòng 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Thì bây giờ thì Minh Chiến sẽ đi vào trong thực tế một căn bàn giao theo đúng cái tiêu chuẩn của chủ tư. Cũng như là đây cũng là một cái căn có cái thiết kế, cái layout khá là giống với cả trục căn 24 và trục căn 09 ở tại bên tòa BM1. Thì ngay bây giờ Minh Chiến sẽ cùng đi vào bên trong để quay thực tế đến với cả toàn thể các bác quý chị trong quá trình mà chúng ta đi tìm hiểu hay mua đầu tư hay là mua để ở trong phân khu sở Beverly nhé các bác nhé. Đây chính là cái căn 2 phòng ngủ với cái thiết kế nó khá là giống cái trục căn 24 này, trục căn 09 ở tại bên Beverly, tòa B1 nhé các bác nhé. Căn hộ bên mẫu bên Zurich, các bác quý chị không đi tham quan được thì đây là video mà Minh Chiến quay để các bác quý chị có thể có nhìn thực tế nhất. Ở căn này thì chúng ta sẽ là căn 2 phòng ngủ. Căn này căn nguyên bản, được bán giao đúng như này của chủ đầu tư luôn này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là khi mà bước chân vào thì sẽ có một cái không gian lô ra bếp như thế này. Và các bác quý chị sẽ được bán giao hệ tủ bếp trên và tủ bếp dưới với đầy đủ các thiết bị như là đến từ thương hiệu Grenze này, hay là có thiết bị hút mùi với cả bếp từ. Đấy, tất cả đều sẽ là đến từ thương hiệu Grenze nhé các bác nhé. Tủ thì sẽ là tủ đến từ thương hiệu An Cường. Cái này thì dòng căn 2 phòng ngủ thì sẽ được bàn giao là 3 điều hòa. Một điều hòa ở tại không gian khu vực phòng khách. Một điều hòa, hai điều hòa trong 2 phòng ngủ. Căn ở bên này thì sẽ là 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Vì khi mà bước chân vào chúng ta thấy là bên trái ở đây thì sẽ là không gian khu vực phòng bếp. Ở đây có thể kê một cái bộ bàn ăn nhỏ nhỏ tại đây, còn kia sẽ là không gian phòng khách ở bên tay phải. Khi mà bước chân vào thì ở đây chúng ta có thể làm một cái tủ để đồ này. Còn đây là trang thiết bị vệ sinh thì sẽ được chủ tư bàn giao sẽ tương đồng như thế này. Đó. Sẽ đầy đủ các thiết bị vệ sinh, có vách tắm kính đứng. Đó. Để cho quý anh chị khách hàng có thể về là có thể sử dụng được ngay. Cái thiết kế không gian lô ra bên này cũng là một cái điểm nhấn rất là hay dành cho quý anh chị thích cái ban công side by side. Cái ban công side by side tức là ban công sẽ thông thẳng ra khu vực phòng ngủ như thế này đây nha các bác nhé. Ở đây thì sẽ có một khoảng không rất là rộng. Đây là căn hộ bên Zurich nhưng mà có cái layout và cái thiết kế gần như là giống y hệt so với cả bên The Beverly. Bởi vì đây đều là tòa do chủ tư Mitsubishi họ triển khai. Đây là một căn phòng ngủ master. Ở với cái phòng ngủ master này thì chúng ta thấy là cái ban công sau này, nếu như cái phòng ngủ mà chúng ta có cái ban công này thì lại có một cái view đẹp nữa, thì thực sự là đây là một căn rất là đáng sống các bác nhé. Còn ở trong này chúng ta sẽ có một thiết bị điều hòa. Cửa thì sẽ đều là cửa gỗ công nghiệp chống cháy và có đầy đủ các thiết bị vệ sinh ở trong này đây. Cái phòng master thì hệ thống bồn vệ sinh sẽ có hệ thống phun nước tự động. Nói chung là rất là nhiều các cái tính năng liên quan đến công nghệ sẽ được áp dụng và sẽ được bàn giao y hệt nhà này các bác này. Đấy, cửa gỗ này làm cái màu này trông cũng rất là đẹp, rất là sang các bác ạ. Đấy, tiếp theo đây là một cái phòng ngủ của nhỏ. Phòng ngủ này thì chúng ta vẫn sẽ có hệ thống cửa kính để lấy sáng tự nhiên. Thì với cái layout thiết kế của trục căn 24 với trục căn 09 thì nó khá là tương đồng. Hai trục căn này đều là hướng đông nam, ví dụ như cái phòng ngủ nhỏ như này. Sau này mình chỉ nghĩ là ở cái hướng đông nam, tây nam thì nó sẽ không bị ánh nắng hắt vào quá nhiều. Các quý chị mà nếu như chọn hướng tây nam, chúng ta có thể chọn khoảng tầng từ 10 quay đầu. Thì khoảng tầng như vậy ấy, nó sẽ tối ưu được cái ánh sáng buổi chiều, nó sẽ đỡ nắng hơn. Đây là video thực tế nhất của một căn ở tại bên The Beverly.
để cho các bác quý sĩ có thể tiện theo dõi trong quá trình chúng ta đi tìm hiểu mua tại dự án nha các bác nha. Đợt này thì chủ tư sẽ mở bán tòa BM1 trước, nhận booking trước 150 khách hàng đầu tiên thì sẽ được chiết khấu 5% áp dụng chính sách của Airbus. Những cái dòng căn hot thì sẽ là những cái dòng căn 1 ngủ, sau đó là đến những cái dòng căn 2 phòng ngủ với cái view đẹp. Các bác quý sĩ quan tâm thì có thể nhanh tay liên hệ với Minh Chiến để được sở hữu những cái dòng sản phẩm ở tại phân khu sở Beverly. Beverly thì còn tòa BE1 và BE4 và BE2, BE3 đã bán hết gần như là 85%, và số lượng căn ở những cái vị trí đẹp, tầng đẹp và không còn quá nhiều, toàn đều sẽ là những cái toàn những cái căn to thôi. Ok, và hẹn gặp lại toàn thể các bác quý chị trong những video clip tiếp theo nhé các bác nhé. Xin chào toàn thể các bác.